Xin chào các bạn, đây là mình làm lưới cho các bạn này, mà làm lưới bán nha các bạn, làm lưới kiểu một tùng nha các bạn. Đây lưới làm vậy luôn các bạn, rồi ta lưới là một tay, một tay đó các bạn, viền trên đó bằng dây ấy thẳng thôi các bạn. Đây bạn đó, dây là dây bự luôn các bạn, chứ không phải là dây loại dây nhỏ đâu nha các bạn, xài dây thái không nè. Còn với phần dây găng viền dưới đó các bạn, chứ không phải là dây cộng này. Bạn nghĩ coi, con trâu còn chưa đứt nữa, đừng có chi trà gió. Lưới này rất tốt nữa các bạn, đây lưới này đánh tất cả loại chim trừ con mắt xéo. Tùy theo bạn đặt, lưới mấy phân thì mình để cho các bạn mấy phân thôi, 4 phân rưỡi, 5 phân, 6 phân, 7 phân gì đó, mình làm theo cầu các bạn. Ở đây máy lo nè các bạn, đây đây đây, để nít các bạn nghe nha. Là máy là mình cung cấp máy lo luôn các bạn. Nay làm thứ lưới cho bạn coi rồi. Lưới nha các bạn. Đây đây đây. Cộng dây găng là bự lắm các bạn, cộng dây găng không phải như dây găng trong